Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Vân Channel. Hôm nay thì Vân vừa lấy Vân đã ăn cơm xong rồi. Vân mới kịp nhớ ra là Vân mới mua đồ. Hai món đồ mà Vân cần thiết nhất Vân để ở lúc nào Vân sẽ quay cho bạn xem là Vân làm cái gì nhá. Ok, mày thì Vân sẽ cho các bạn xem là Vân mua tự món đồ gì nhá. Nếu mua món đồ thì Vân sẽ mua những món đồ quan trọng để đến Vân, thì để Vân còn làm nhiều clip hay cho bạn, nên là Vân sẽ chủ đạo là mua nhiều món đồ để quay clip. Thế bây giờ thì Vân sẽ mở được đấy ra và để cho bạn xem. Và nếu như bạn xem ấy thì bạn cho mình một like, đừng quên cái chuông ở dưới các bạn nhá. Đó, đây là một cái túi. Nhưng mà đỡ lại ấy. Cái túi này trong này cái gì nhỉ? Nếu mà các bạn biết thì bạn sẽ để ở dưới bình luận nhá. Nói luôn đi nhá. Ok. Còn đây, đó chính là bạn thấy hay không? Đó, bên có cái này nè. Đó, đây là bảng màu của Vân, bạc màu xưa của Vân. Đây là các bạn này, mình cho các bạn xem bạc màu xưa của Vân nhé. Đây là bạc màu mới của Vân nhá, đây là bạc màu xưa của Vân này. Đó, bạc màu xưa, nhưng mà vì là nó hết rồi, nhưng mà nó hết chỗ ngọn thôi các bạn, hết chỗ lọi rồi. Quá là chắc quá. Đây là các bạn, nó hết luôn nè. Nó hất sập phần xăng lục đổ. Còn mấy lọ khác thì nó vẫn còn. Đấy, đây này. Như cái lọ pink. Thấy cái mình pink. Pink. Bình này, bình bình bình, à, mở lọ bình này nhá. Đây vẫn còn các bạn, nhưng mà vì là lọ vàng hết rồi, cả chỗ đấy không có đủ vàng mà chỉ có một bộ này thôi các bạn ạ. Đó, còn lọ các bạn còn đọc mình là blue nhá, blue blue blue. Bây giờ mình bóc lọ này ra nhá, mình vẫn còn luôn. Còn đây là lọ, cũng là lọ màu, bạn nhìn sơ sơ bên này là giống màu tím không? Không phải đâu, cái này là màu xanh đậm mà là blue, nhưng mà mình không biết đọc mấy chữ này. Nếu các bạn biết đọc thì ấy á, xem này. Nếu mà bạn biết đọc cái chữ này thì các bạn cho mình, bạn sẽ để dưới bình luận nhá. Và cũng không học giỏi tiếng Anh ở đâu. Còn trong này này vẫn còn luôn các bạn nhé. Một bộ này thì có khoảng bao nhiêu đây? 18.000 mà. 18.000. Đây là nọ trắng, màu trắng. Đó, có luôn. Nhưng mà vì mình đã cho cái gì nhỉ, màu hồng vào đây nên là nó đã bị như này, là màu đen. Nên là nó đã bị như này các bạn ạ. Ok, các loại khác thì vẫn như nhau, nhưng mà kiểu là vì là Vân thiếu đúng một màu mà mẹ Vân đã mua Vân cả bộ luôn các bạn ạ. Thì cả bộ đây. Ta bạn cứ bước cùng Vân nhá. Vân nha. Bóc ra. Chỗ này có đường bóc này các bạn. À, bóc ra nha. Yeah. Chỗ này cũng có một đường nữa các bạn. Này, chỗ này bên này cũng có một đường nữa này. Đó, mình sẽ bóc cái này một đường này ra nhé các bạn. Bóc một đường này ra nhé các bạn. Ú, khu bên
nè. À, bản màu cấp của mình thế các bạn ạ. Thôi thôi. Cái này thì là có 12 màu. 12 màu các bạn ạ. Thấy chưa? Có 12 màu. Cho lấy ra nhá. Wow! Các bạn ơi nhìn nè. Wow, rất là cutie luôn. Trời đất ơi, rất là cutie và này yêu quá trời. Đó, nhưng mà tặng kèm cho hình bút nè. Và thêm cái dấu cộng bạn ạ. À, dấu cộng này là để cộng mấy cái màu này vào. Để đây, dấu cộng đây, mình sẽ lấy lên cho các bạn xem nhé. Đây, dấu cộng này các bạn biết chưa? Các bạn sẽ lưu cái chỗ này vào nhé. Nếu mà các bạn có màu ướt, bạn muốn pha màu nhá. Chính cái màu này để tôi pha. Còn đây, bạn biết cái này cái gì không? Khuôn pha màu. Khuôn pha màu quá. Trời đất, quá là đẹp các bạn ạ. Quá là đẹp. Ôi dồi, bên đây cái màu này lắm luôn đấy các bạn. Ở dưới này còn có khuôn pha màu nữa cơ ấy. Đây, người ta còn tặng thêm cho cái cọ này. Bạn thích không? Còn đây là cái vỏ bên ngoài thôi. Các bạn bỏ qua bên đi các bạn nhé. Các bạn thấy cái màu này đẹp hơn hay là cái màu mới mua của Vân đẹp hơn? Bạn xem đi. Nếu mà bạn thấy cái màu này đẹp hơn thì bạn sẽ cho Vân một like. Còn nếu các bạn thấy cái màu này đẹp hơn thì bạn sẽ ấn cái chuông nhá. Ok. Còn một tí nữa, nếu mà mình có màu mà mình không có cái này thì làm sao mà mình có thể tô màu và vẽ được không? Mình đố các bạn đấy. Nếu các bạn, mình chỉ cho các bạn 5 giây để các bạn đoán ra được cái này. 1 2 3 4 5 5 rồi nhá các bạn. 2 giờ. Ok. Đó chính là đây nha. Đó chính là cái tờ giấy A3. Thấy chưa? Đó. Ồ, nhìn chưa? Trời đất ơi, nó mềm gì đâu không á bạn nè. Nếu mà mình có màu mà mình thiếu giấy thì mình làm sao mà có thể vẽ được luôn mà. Không vẽ được đâu. Đó. Bây giờ to chưa các bạn? Rất vô về cái này luôn nên là mình đã rất là rồi. Rất yêu cái này luôn ý. Mình rất là yêu luôn. Bởi vì nó rất là quan trọng đến mình. Bởi vì hôm trưa, hôm nay mình mới đi học vẽ về. Đấy. Nên là mình bảo mẹ mình là mẹ mua cho mình cái kiểu là cái màu với cả là giấy. Giấy mình không bảo nhưng mà mẹ mình tự. Đấy. Mua giấy này cho nó vẽ cho nó an toàn. Đây là yêu luôn. Nếu bạn thấy cái giấy này đẹp hoặc nếu mà các bạn thấy thì cái giấy này, nếu bạn thấy cái giấy nhỏ nhỏ này đẹp hay là cái giấy này to hay là cái giấy này to hơn thì các bạn sẽ cho mình, nếu mà là cái giấy này thì bạn cho mình like. Còn nếu cái giấy này thì bạn cho mình follow nhá. Thế bây giờ cũng video cũng ngắn bởi vì hôm nay là buổi trưa. Video cũng ngắn nên các bạn mong các bạn sẽ cho mình một like và một subscribe và để ý cái chung ở dưới. Các bạn ấn cho mình nhá. Để cho mình được là mình mới đăng 2 video. Bây giờ để cho mình được phút bạc bởi vì mình chưa bao giờ được các bạn, mình mới đăng video thôi các bạn ạ. Hẹn gặp lại nha.